Nằm trên đường Lê Thị Hồng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, những món quà vặt Phan Rang chế biến trên bếp than đỏ rực dậy mùi thơm cùng với không gian thoáng đãng là điểm hẹn hò của những thực khách trẻ Sài Gòn sau giờ tan tầm. Những người con Phan Rang không chỉ làm giàu thêm cho ẩm thực đa màu sắc của đất Sài Gòn bằng những món ăn đặc sản của quê hương Ninh Thuận như bánh căn, bánh xèo, bánh canh chả cá, mực một nắng, dông, nho xanh hay tỏi Phan Rang, mà còn mê hoặc vị giác thực khách trẻ Sài Thành vốn dĩ đã hiếu kỳ bằng những món quà vặt mộc mạc, bình dị, vừa quen lại vừa lạ, trứng chén, nem xiên cây nướng, bánh tráng nướng mắm ruốc, mật nho, đá bào, v.v. Xíu nha. Tại sao những cái món ăn vặt Phan Rang lại thu hút các bạn đến như vậy? Ra cái món Phan Rang thì tụi em cũng nghe rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên tới đây á, đặc điểm ăn của nó rất là ngon. Nó rất lạ với cái món mà tụi em sinh viên là sinh viên. Thì nói chung tới đây cái món nó có các vị riêng của sinh viên mà cái giá cả nó cũng phải chăng nữa. Em ấn tượng và rất là thích cái món là trứng chén. Nó rất là mới lạ và lần đầu tiên là em được thưởng thức. Một phần là em là người gốc Phan Rang, là người dân Ninh Thuận luôn, nên những cái món này ở ngoài quê em thì khá nhiều. Em đi ăn rất là nhiều nơi nhưng mà chỉ có cái này em cảm thấy phù hợp với khẩu vị của em nhất. Ở đây thì bạn thích những món nào? Ở đây thì em thích nhất là món bánh tráng. Hầu như bánh tráng nem, bánh tráng trứng thì em thích nhất. Ở đây thì có nem nướng và đặc biệt là cái món trứng cút nướng chén. Rất là đặc trưng, rất là ngon của Ninh Thuận. Chủ quán, bạn là người gốc Phan Rang luôn hay là ở đâu? Dạ em gốc Phan Rang luôn á chị. Và khi mà bạn đem, tại sao bạn lại đem những cái món ăn vặt của vùng đất Phan Rang vào Sài Gòn để kinh doanh? Thân em cũng như một người xa quê thì rất là thèm món ăn ở quê của mình. Và em cũng muốn đóng góp là cho các bạn trẻ ở Sài Gòn thì biết thêm cái món ăn của quê mình. Nếu như mà Thanh Phương có dịp ra vùng đất Phan Rang và Thanh Phương muốn thưởng thức những cái món ví dụ như là trứng chén nè, hoặc là bánh tráng nướng, nem nướng thì thưởng thức ở đâu ở ngoài Phan Rang? Dạ thực chất thì những cái món ăn này thì ở Phan Rang có rất là nhiều chỗ bán. Và đặc biệt cái nơi mà hấp dẫn mà em cảm thấy thú vị nhất đó là ở gần biển. Gần cái sát cái bờ biển thì người ta thường bán rất là nhiều. Ngồi dưới bãi cát cái biển không chị? Thì có tất cả cái món này. Đúng là ngồi sát bờ biển vừa thưởng thức thì nó sẽ thú vị hơn ha. Nhưng mà những cái món ăn ở đây là em giữ nguyên cái bản gốc hay là có biến tấu gì không? Dạ ở đây em giữ bản gốc 100% luôn á chị. Đặc biệt ví dụ như là bánh tráng nè, mắm ruốc nè, hành phi nè, kể cả là tỏi nữa, nem nướng nữa, em lấy toàn bộ đồ quê hết. Có lẽ không ở nơi nào khác thực khách Sài Gòn có thể thưởng thức được hương vị của món trứng cút nướng cùng với hành lá và hành phi trên lửa than hồng. Chén trứng vừa ra khỏi lò vẫn còn bốc khói thơm lừng. Dùng thử ngay muỗng đầu tiên, Thanh Phương đã bị mê hoặc bởi mùi thơm của trứng quyện trong cái giòn tan của hành phi, hành lá, chấm kèm một chút nước chấm muối tiêu pha chua ngọt rất hợp vị. Bánh tráng nướng Phan Rang là loại bánh đa mè, nướng giòn cùng với hành lá, trứng và bắp cải sắc sợi. Nước chấm là sự pha trộn của bốn loại sốt tương ớt, mắm ruốc, mắm me và sa tế xả ớt. Điều thú vị chính là người bán sẽ gia giảm các thành phần này để có được một món nước chấm đúng gu riêng với sở thích của mỗi thực khách. Tuy vậy, món ăn vẫn hội đủ cái chua, cái cay, cái mặn quyện trong từng miếng bánh tráng giòn tan, đùa nhau cuốn hút vị giác. Nem chua Phan Rang để qua 2 ngày là dậy vị chua ngọt, xiên que nướng nhanh trên lửa than, ăn kèm với tỏi Phan Rang và muối tiêu cũng là món ăn vặt thu hút các thực khách trẻ đến đây. Dù đã thưởng thức đủ các món mặn, hít hà với cái nóng, cái cay của các món ăn đậm đà phong vị miền Trung, Thanh Phương vẫn còn hiếu kỳ với ly mật nho, đặc sản có tiếng của đất Ninh Thuận, uống cùng với lại đá bào.
Quý vị thân mến, vào những ngày thời tiết giao mùa với tiết trời se lạnh, khi mà chúng ta được thưởng thức những cái món ăn vặt đặc trưng của vùng đất Phan Rang này, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị nóng hổi của món ăn nè, vị cay cay nhẹ nhẹ nơi đầu lưỡi và đậm đà gia vị. Thanh Vương tin chắc rằng những món ăn vặt Phan Rang sẽ làm thỏa mãn những cái tín đồ mê ăn vặt đấy.